Rồi, xin chào mọi người đã quay lại với kênh của mình nha. Thì bây giờ thì mình sẽ thăm hai cái lập ếch của mình nha, xem nó có dính con nào không. Giờ là cũng 9 giờ rưỡi rồi. Con ếch với con cua. Cua nó cũng vô đây ăn cá nè. Con ếch này cũng được nè. Nó ăn sạch bách luôn. Còn miếng cá này em. Ngâm tới sáng rồi còn dính một em nào nữa không? Sáng mình quay tiếp tục cho người xem nè. Còn hai cái nữa nhưng mà mình đặt ở xa nhưng mình không có thăm được, thì mình thăm hai cái này. Sáng mình thăm hết luôn thì cho mọi người xem sao nha.